À, các bạn thân mến, ở đây có một con rim thái nồi luôn các bạn ơi, hơi cũ thôi, biển số 49K132442. Thì con này nói chung nó cũng có like một số, thí dụ như cái bô rồi đó, nhưng mà hàng của nó là hàng bản chất nó là rim thái, rim thái rồi máy đồ rim thái hết á, máy đồ máy thái hết. Thì con này chỉ có giá là 15 triệu thôi các bạn. Bạn nào mà có sở thích, có nhu cầu á, thì cái này mình mua về mình chọn lại hoặc mình tân trang lại thì rất là đẹp. Con này đi được 95.000 km các bạn. Đó. Nói chung thì đồ thì cũng vẫn còn liền lắm. Đây là cái gấp của nó nè, GND HM. Nói chung còn rất là liền. Nói chung đồ thì zin hết, còn rất là liền, nhưng mà có điều có cái là nó, người ta chạy người ta hơi phí, nó hơi cũ. Đây ha, cái này HM đàng hoàng là hàng zin của Honda, hàng Thái, nhưng mà cái này là nó riêng chuẩn của Honda luôn, là nó mới mang chữ HM ở cái gấp này các bạn nha. Có nghe HM là Honda Moto đó. Đó, đầu nòng rồi nè. Nói chung về cái mức độ mà xe mà nó như thế nào thì mình chưa đánh giá. Có một số cái như này lô nè, màu nó là lô bẩn thì zin, bẩn zin, máy này là còn zin, máy nhựa đồ này còn zin. À, cái này là đúng rồi, đây cái lóc máy của nó này các bạn nè, mắc zin da băng luôn các bạn thấy không. Nhưng mà Super Zin mà đời đầu thì nó cũng không có chữ mắc zin da băng này. À, là nó zin luôn. Đấy, bây giờ mình sẽ nổ máy lên thử coi còn được không nha. Xe để lâu không? Lớn dữ ta. Đó, rồi. Các bạn nào mà muốn mua thì mình sẽ để cái số điện thoại ở trong cái phần mô tả video á. Thông thoại địa chỉ cửa hàng phần mô tả video, các bạn vào đó xem nha các bạn nha. Và nếu mà có nhu cầu mua thì cứ gọi trực tiếp với chủ cửa hàng. Rồi. Rồi, mến chào các bạn.